Thưa quý vị các bạn, thì ngành lương thực thực phẩm là một trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm được Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển. Với nhu cầu hiện nay thì ngành này đã có nhiều cơ hội để phát triển. Tuy nhiên thì vẫn còn một số thách thức. Trong bối cảnh này thì Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để hỗ trợ các doanh nghiệp ở lương thực thực phẩm. Trong ngày hôm nay ngày 15 tháng 5 thì Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở ngành, hội ngành nghề liên quan tổ chức chương trình triển lãm quốc tế ngành lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 2024 HCMC Food Desk 2024 kéo dài đến ngày 18 tháng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với sự kiện SN của chương trình ngày hôm nay thì đã tổ chức nhiều lần và Vua Gạo cũng đã tham gia. Đây không phải lần đầu tiên, chúng tôi hy vọng đến đây để giao lưu học hỏi với các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như tiếp cận thêm các khách hàng và đối tác của chúng tôi cũng đang muốn mở rộng. Và thứ khác là ngoài sản phẩm Vua Gạo đã quen thuộc với khách hàng nội địa thì chúng tôi cũng giới thiệu thêm một số sản phẩm dinh dưỡng, ví dụ như gạo lứt và những sản phẩm từ gạo như là bánh tráng, bún, nui, những sản phẩm từ gạo mà chúng tôi đang sản xuất. Và chủ yếu là mình gặp gỡ để cho đối tác trải nghiệm. Sau đó thì đội ngũ kinh doanh của bên mình sẽ giới thiệu cho đi đến gặp trực tiếp các đối tác để giới thiệu sản phẩm kỹ hơn. Tại vì sản phẩm này nó không giống như là hàng tiêu dùng thông thường mà nhìn hái là có thể bán được ngay và họ phải cần phải hiểu rõ về sản phẩm. Tôi nghĩ là các cái doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh là được sự quan tâm rất lớn của thành phố, của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các ban ngành trong những năm qua, và đặc biệt là trong thời gian ở đây, chúng tôi thấy là Thành phố Hồ Chí Minh đã có thành lập ra một cái hội đồng phát triển kinh tế của ngành lương thực thực phẩm, trong đó là đưa ra các cái đề án rất là quan trọng giúp cho ngành lương thực thực phẩm có thể có được nguồn nguyên liệu để mà sản xuất cái nguyên liệu với cái sự hỗ trợ vốn của nhà nước về lãi suất thấp. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngành lương thực thực phẩm chiếm từ 14 đến 15% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, đóng góp từ 14 đến 15% giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố. Năng lực sản xuất của doanh nghiệp hoạt động trong ngành lương thực thực phẩm không chỉ bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.